Việt xin chào quý vị và các bạn thân mến. Xin cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đăng ký và ủng hộ kênh của Việt trong suốt thời gian vừa qua. Hôm nay Việt làm video để chia sẻ đến quý vị và các bạn một số lo vừa về và cũng như báo giá để cho quý vị và các bạn nắm giá để tham khảo. Thì trước khi báo giá lo thì Việt cũng xin gửi đến quý vị và các bạn một vài vấn đề để anh em chúng ta giao dịch nó rõ ràng hơn, nó thuận tiện hơn và để khỏi mất lòng sau này. Cái vấn đề thứ nhất là bên Việt bán hàng có hai phương thức. Một là quý vị và các bạn đặt cọc tiền, Việt ship tận nhà cho quý vị và các bạn, sau đó quý vị và các bạn kiểm tra hàng và thanh toán tiền với bên nhận chuyển. Thì cái hai phương thức thứ hai là quý vị và các bạn trả tiền trước 100%. Thì hai phương thức này nó có chênh lệch giá quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn mua mà trả tiền trước 100% thì cái giá nó rẻ hơn rất là nhiều so với cái giá mà quý vị và các bạn COD. Thì đây là cái cách mà Việt bán để cho những bạn nào chưa có lòng tin đối với Việt thì quý vị và các bạn cũng có thể đặt cọc để giao dịch. Đó. Thì trong video nào cũng vậy, Việt có một món hàng thì Việt sẽ báo hai giá. Một giá là ship COD và một giá là chuyển khoản trước 100%. Thì để quý vị và các bạn cân nhắc cho nó kỹ trước khi mà mình mua hàng giao dịch bên Việt. Thì trong video Việt quay như thế nào thì Việt giao lo cho quý vị và các bạn đúng y chang như thế, không sai, không có chuyện mà quay cái đôi lo đẹp rồi lại giao cái đôi lo xấu cho quý vị và các bạn. Thì quý vị và các bạn yên tâm. Và giữa cái ship COD và không ship COD thì nó cũng y chang như nhau. Trách nhiệm của Việt là phải vận chuyển hàng đến nơi an toàn cho quý vị và các bạn. Và khi quý vị và các bạn nhận hàng, rồi quý vị và các bạn phản hồi lại cho Việt là nhận hàng đã an toàn, không bể, không nở, không vỡ gì hết, thì đó là hết trách nhiệm. Chứ không phải là Việt nhận tiền trước rồi hết trách nhiệm đối với quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn cứ yên tâm, nhận tiền trước hay là tiền sau thì trách nhiệm nó cũng y như nhau. Và đặc biệt thì quý vị và các bạn cũng biết đây là hàng bãi, hàng cũ đã qua nhiều năm sử dụng. Nếu như mà nó có vấn đề về hư trong cái thời gian mà quý vị và các bạn sử dụng thì quý vị và các bạn biết thì cái gì nó cũng hư theo năm tháng thôi quý vị và các bạn, cả người ta của mình cũng như thế. Thì nếu quý vị và các bạn khắc phục chỗ của quý vị và các bạn không được thì quý vị và các bạn cứ gửi về Việt, thì Việt sẽ nhờ anh em kỹ thuật là hỗ trợ hết mình cho quý vị và các bạn. Và tuy nhiên thì phần mà kinh phí thì quý vị và các bạn hỗ trợ cho Việt. Tại vì hàng bãi hàng cũ thì Việt không bảo hành cho quý vị và các bạn, chỉ hỗ trợ kỹ thuật cho quý vị và các bạn thôi. Tại vì hàng bãi sự thật là nó hư lúc nào không biết quý vị và các bạn. Và đôi khi nếu như mà quý vị và các bạn hát lớn quá hay là như thế nào đó thì nó cũng cháy. Nếu như thế thì mà Việt mà bảo hành cho quý vị nữa thì cũng tội nghiệp cho Việt, tại vì cái giá Việt bán ra thì lời rất là thấp quý vị. Vâng, Việt xin cảm ơn quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị cùng tham khảo một số lo mà Việt giới thiệu sau đây. Xin mời. Rồi, Việt Vĩnh Long chào quý vị và các bạn thân mến. Ở trong video lần này thì Việt sẽ báo giá cho quý vị và bạn một số hàng mới về. Thì để quý vị và các bạn có cái lựa chọn riêng cho mình. Thì cái video này thì cũng khá dài, quý vị và các bạn thông cảm theo dõi giúp Việt nha. Thì mỗi lần thì Việt cũng bày ra 3-4 đôi để báo giá thôi, chứ còn chỗ chặt quá thì không thể bày nhiều được. Và mỗi chi tiết mua hàng, quý vị và các bạn liên hệ qua số điện thoại 0963 721519. Em tên Việt ở thành phố Vĩnh Long, ship hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn. Và lúc nào cũng vậy, Việt làm video là báo giá có hai mức giá cho quý vị và các bạn. Một mức giá là có ship COD và một mức giá không COD. Thì quý vị và các bạn có quan tâm thì gắng cố gắng thông cảm theo dõi kỹ giúp Việt nha. Thì bây giờ Việt sẽ quay thật là cận cảnh và chi tiết. Thì ở đầu video này có 3 đôi, thì trong đó có hai đôi karaoke. Thì đầu tiên đây là đôi loa JBL. Thì dòng loa này Việt về khá là nhiều, mấy chục đôi rồi mà bán hết rồi, còn một đôi duy nhất. Hôm nay về một đôi duy nhất luôn, đôi cuối cùng luôn. Mấy cái kia cũng anh em ủng hộ rất là nhanh tay. Thì đây còn một đôi. Ê căng nào quý vị và các bạn.
Thì đôi này nó chuyên về karaoke quý vị, chuyên về karaoke nha. Nghe nhạc thì cũng rất là hay, và tuy nhiên karaoke thì nó hay hơn rất là nhiều. Với cái tầm tiền 8 triệu mà quý vị và các bạn bỏ ra để sở hữu đôi loa này thì rất là xứng đáng. Nó hơn hẳn những đôi loa Bose rất là nhiều. Quý vị và các bạn nhìn thấy cái dòng thiết kế như thế này là quý vị và các bạn biết là nó thiết kế để hát hò rồi. Đôi này bass 25 quý vị và các bạn, một chép còi, hai lỗ thông hơi. Thì những cái lỗ lỗ này nè là người ta thiết kế tiêu âm tán âm đó nha quý vị và các bạn, cho đôi loa này. Thì ở đây Việt có tháo ra cái củ loa để quý vị và các bạn xem ha. Củ rất là to nè. Nè. Đấy, củ loa to nặng. Sườn rất là chắc chắn, nguyên bản nguyên zin. Đó. Màn loa có đóng chữ JBL đàng hoàng. Thì dòng này nó được sản xuất tại Mỹ và Mexico, nó có hai đời. Con này thì Mark In USA. Thì Mark In USA thì tuy nhiên củ loa nó cũng sản xuất tại Mexico quý vị và các bạn. Đấy. Còn đây là bên trong, cái củ loa chép rất là to. Thì mình không có tháo ra, lý do là tháo ra rồi gắn lại nó mất công. Đấy. Phần bông tiêu âm tán âm. Thì đây là dòng loa xịn nha quý vị và các bạn, không phải dòng loa nhái. Cho nên quý vị và các bạn đừng so sánh giá với những cái dòng loa mà nhái nha. Quý vị nào mà chơi loa JBL nhiều rồi đó, thì nhìn màn loa là nhìn cái giấy loa thôi thì cũng đã biết là loa xịn. Không cần nhìn thêm nhiều nữa. Đó. Còn mấy bạn mới biết chơi thì không thể phân biệt được đâu là xịn, đâu là giả. Đối với Việt thì chỉ cần nhìn sơ qua cái giấy loa này thôi, mình đã biết là loa xịn hay loa giả rồi. Thì dòng này quý vị và các bạn xài gia đình karaoke thì tuyệt vời. Đấy. Có điều kiện thì sắm thêm cho mình một cục trầm nữa. Thì giá Việt bán là không COD là 8 triệu. Và COD tức là đặt cọc và khi hàng đến trả đủ thì con này là Việt bán 9 triệu cho quý vị và các bạn, chênh lệch nhau 1 triệu. Với lý do là quý vị và các bạn thì cái nào cũng vậy, tiền liền thì nó rẻ hơn, vậy thôi. Đó. Mark In USA quý vị và các bạn 8340A ha. Đôi này thì công suất của nó là 200W cho mỗi thùng. Có chữ JBL đây. Với quý vị và các bạn thấy đây là những con ốc này để người ta bắt ha, người ta bắt lên. Bắt lên tường á, treo tường đó. Hoặc là ở đây thì người ta có cái lỗ này là có cái chân. Cái con này đúng ra là thường là nó có cái chân để chọt vô cái lỗ này nè. Đó, để người ta làm trong những cái hậu trường này nọ vân vân đó. Và tuy nhiên thì mấy cái hàng này về thì không có chân, và có chân thì người ta cũng bán riêng, và Việt thì không lấy chân. Cho nên đấy. Đây quý vị và các bạn. Đấy. Rồi, đôi này thì giá không COD thì 8 triệu, giá COD thì 9 triệu, đặt cọc 1 triệu. Rồi, tiếp tục là bên đây. Đôi loa, tiếp tục đôi loa karaoke nha. Đôi loa karaoke Bose 301 AV dòng monitor. Thì đây là cái dòng cái phiên bản mà kỷ niệm của hãng Bose nha. Đấy. Thì cái dòng này thì rất là hay. Phải nói tiếng rất là hay. Giá nó cũng tầm ngang với cái dòng Bose 301 Series 3 đó quý vị và các bạn. Đấy. Gân zin nè, lo zin nguyên bản, chưa có qua quấn con hay sửa chữa, gân chưa có là làm, gân còn nguyên. Thì dòng chỉ đỏ, đây là 301 AV dòng chỉ đỏ. E căng đầy đủ, không lủng nha quý vị và các bạn, e căng không có lủng luôn. Đấy. Thì để Việt quay một vòng ở phía sau thùng của đôi loa này cho quý vị và các bạn cùng xem. Ở phía sau này thì đẹp ken nha quý vị và các bạn. Đó, thì đôi này thì Việt bán cho quý vị và các bạn giá là 12.500.000. Chưa bao gồm phí vận chuyển nha quý vị và các bạn. Thì nếu quý vị và các bạn nào muốn ship COD đôi này thì Việt bán 15 triệu đồng để quý vị và các bạn đặt cọc và nhận hàng trả tiền. Thì đôi này giá thị trường nó khoảng 15 cho đến 16 triệu. Xấu là 15, đẹp là 16. Và tuy nhiên việc bán trả tiền liền thì nó giá nó rất là rẻ. Lời 200 cho đến 300 nghìn một đôi quý vị và các bạn. Thì quý vị và các bạn mua hàng, mua cái gì cũng vậy. Quý vị và các bạn ra siêu thị, quý vị và các bạn mua trả góp thì cái giá nó sẽ mắc hơn quý vị và các bạn mua trả tiền liền. Nói thế thôi. Đó, thì việc lợi ích
và tuy nhiên việc lấy tiền được liền và mình xây, mình làm những cái chuyện khác nữa quý vị và các bạn. Đấy. Rồi. Đây là cái đôi xăng xui SB2500 đẹp kem. Đó, bát 30, hai lò chung giấy, hai chép cầu. Nguyên bản nguyên zin, gân vải tẩm dầu mềm. E căng đây quý vị và các bạn, e căng đẹp ken luôn. Đấy, để mình quay cho quý vị và các bạn xem nha. Thì một thùng bên đây thì Việt cũng đã tháo ra để quý vị và các bạn soi nội thất ở bên trong. Đó. Đồ này thì tình trạng lo đẹp, lo bãi thì phải chày. Đấy, những cái vết chày nhỏ nhỏ này nó không đáng kể. Thùng gỗ lạng. Để Việt quay ở phía sau này cho quý vị và các bạn xem. Như ở phía sau quý vị và bạn thấy có hai level để tối ưu cho giải chung và giải chép ha, và lo thì góc cạnh thùng không bể không nở, và bên đây cũng vậy, lo góc cạnh thùng không bể không nở, công suất là 80W trở kháng 8 ohm. Thì đây là cái phần tầng, cái phần tầng của đôi lo này. Đấy, cuộn dây rồi tụ mặt lọc vân vân, hai cái biến trở để tăng tiếng chung và tiếng chép. Thì phía bên trong này quý vị và bạn dễ dàng nhìn thấy là đây là hai cái lo chung. Đây là hai cái chép còi. Hai chép còi ngay chỗ cái tiêu âm tán âm mình nhìn thấy phía trước đó quý vị và các bạn. Đấy. Còn đây là cái này thì cái hãng người ta thiết kế gì thì mình không biết. Đấy, cái này là cây ngang thôi, cái thanh ngang có cũng có thể là để tiêu âm trong cái thùng này hoặc là để giữ cho cái thùng này nó cứng hơn. Đó. Thì đây là cái lo bass. Bass 30 quý vị thấy lo không có gỉ sét hay là gì cả. Rất là đẹp nha. Thì đây là những cái mặt hàng mà Việt chọn rất là kỹ cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn về sưu tầm. Nó mang về cho quý vị và các bạn cái giá trị thẩm mỹ, rồi giá trị sưu tầm vân vân các thứ. Đấy. Rất là đẹp. Với đô lo xăng xui SB2500 này thì cái giá là 10 triệu đồng không ship COD, và giá ship COD là 11 triệu đồng. Đấy. Thì quý vị và bạn thông cảm, cái đôi này quý vị và bạn đặt cọc cho Việt 4 triệu, cái đôi xăng xui 2500 đặt cọc 4 triệu và bán 11 triệu. Còn anh em nào mà không sợ bị lừa đó, trả tiền trước thì bán cho quý vị và các bạn 10 triệu. Đấy. Thì anh em nào sợ bị lừa thì nói chung thì cái gì nó cũng có cái giá của nó thôi. Mình sợ bị lừa thì gắng cố gắng chịu tốn một tí. Đấy. Rồi Việc thì bán hàng nói chung là giá cả thì cũng đã nghiên cứu rất là kỹ rồi quý vị và các bạn. Việc bán giá là rất là hợp lý cho quý vị và các bạn, cho nên lời rất là ít đó. Thì chính vì chỗ đó nên Việc ít bán COD, và nếu bán COD thì Việc bán giá cao hơn một tí. Rồi mời quý vị và các bạn qua những cái dòng lo khác nha. Rồi, Việt chào quý vị và các bạn. Mình tiếp tục đến với cái mã lò thứ hai, có 3 đôi. Thì hai đôi bên tay trái của Việt thì quý vị và các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi. Quan trọng là cái đôi bên tay phải trước đi ha. Thì những đôi lo này căng còn nguyên hết nha quý vị và các bạn. Mình chỗ chật quá nên mình không có lấy dây căng ra để cho quý vị và các bạn xem. Đầu tiên là cái đôi bên đây, đôi này thì quý vị và các bạn nhìn thấy quái, nó hơi dơ dơ, mà tuy nhiên âm thanh này nó tuyệt vời đấy. Đây, thì đôi này nó sở hữu một bát 25, màn giấy tổng hợp, gân này là gân vải. Đây là cái lò chung, ha. Đây là hai cái lò chép, thiết kế rất là quái dị, quý vị và các bạn nhìn thấy rất là quái không? Lò thì zin, nguyên bản chưa qua quấn con hay sửa chữa. Dòng này bass 25, tuy nhiên là tiếng của nó rất là người lớn quý vị và các bạn, tiếng bass đánh rất là sâu. Đấy. Thùng gỗ lạng rất nặng. Để Việt quay phía sau. Đây. Đó, quý vị và các bạn. Rồi. Đôi này thùng quách đẹp. Tất cả các thứ đẹp. Cái này thì mình không biết là cái hãng người ta sản xuất ra làm 4 lỗ này làm gì nha, nhưng mà mình thấy là toàn bộ là lo của hãng Belvox này là người ta thường sản xuất ra như thế này, làm mấy cái lỗ đó mình không biết để làm gì đó, chứ không phải tự nhiên mình đục hay là
người xài trước người ta đục ra đâu, nó là như thế. Đây là beo vốc, đây là cái tem này, beo vốc 3000, công suất 50W mỗi lo. Đây là giấy khai sinh của lo, hai bên giấy khai sinh của lo. Thì lo này á, quý vị và các bạn có dây sẵn luôn, dây xịn luôn. Đây là tăng chép và tăng tiếng chung. Thì ở đây cũng là chỗ chạm để câu dây lo ha. Quý vị và các bạn cũng có thể câu vô đây. Và tuy nhiên dây có sẵn thì mình cứ câu đi. Dây xịn đó, không cần phải là xài dây lo của mình, lo châu Âu mà quý vị và các bạn. Bên đây dây khá là dài ha. Đấy, lo nguyên bản 100%, chưa có qua quấn con hay sửa chữa gì hết. Thì đồ này là dòng lo nổi tiếng rồi, beo vóc quý vị và các bạn. Thì giá của đồ này việc chia sẻ cho quý vị và các bạn là 6.500.000 đồng, không bao gồm phí vận chuyển, và đồ này không bớt không mặc cả. Đó là giá của chuyển khoản trước 100% và giá của COD, tức là đặt cọc. Đôi này đặt cọc 2 triệu, nhận hàng trả tiền. Thì Việt sẽ bán với cái giá của đôi lo này là 7.500.000 đồng. Và tuy nhiên giá 7.500.000 đồng giá 7.500.000 đồng quý vị và các bạn, nó vẫn còn rẻ hơn so với thị trường. Đấy, thì quý vị và các bạn có thể lên Google search beo vóc 3000, lo đẹp. Thì cái này là cái dấu e căng nè quý vị và các bạn. Cái e căng này nó vừa để vô hít mà cũng vừa là dán keo luôn nha, mình giật ra đấy. Beo vóc 3000, giá không COD là 6.500, giá COD là 7.500, cách nhau 1 triệu. Rồi tiếp tục, đây là đôi lo này thì việc giới thiệu khá là nhiều, hôm nay về một đôi. Xin lỗi quý vị và các bạn, trời này muốn cảm rồi quý vị và các bạn. Đấy, thì đây là đôi Galactic Mark 1 Bass 40, chung còi chép còi, hai lever để tối ưu cho giải chung và giải chép. Thì đôi này về với tình trạng nguyên bản, gân đã thay, thùng gỗ lạng, thùng thì không bể nở. Công suất của đôi lo này là 160W cho mỗi thùng. Như quý vị và các bạn nhìn thấy qua ống kính thì góc cạnh thùng còn rất là ok. Đấy, đôi này thì hát hò karaoke tuyệt vời. Đấy, e căng đầy đủ, e căng zin, thùng gỗ lạng rất nặng. Rồi, đối với cái đôi lo này thì Việt sẽ bán cho quý vị và các bạn giá là 13.500.000 đồng, chưa bao gồm phí vận chuyển. Giá là chuyển khoản trước 100% là 13.500.000 đồng. Và giá để ship COD, tức là quý vị và các bạn nhận hàng, kiểm tra hàng và trả tiền là 15.500.000 đồng, không ship COD. Và đôi này đặt cọc 5 triệu nha quý vị và các bạn, đặt cọc 5 triệu giá 15.500.000 đồng. Đó, thì nó có hai mức giá để quý vị và các bạn dễ lựa chọn. Nhiều bạn sợ việc lừa thì Việt cũng bán theo cái cách mà đặt cọc và nhận hàng trả tiền. Và tuy nhiên thì cái giá nó lại khác. Nó khác đây là không phải là ép quý vị và các bạn phải mua theo cái giá mà chuyển khoản 100% của Việt. Tại vì cái giá mà 15.500.000 đồng đặt cọc thì nó vẫn còn rẻ hơn so với thị trường. Thị trường thì những đồ đẹp như thế này 16-17 triệu quý vị và các bạn. Đó. Rồi, tiếp tục là đây là đôi Advent chép đỏ thùng gỗ lạng. Đôi này thì lưới dây căng đầy đủ, không gãy, tem mát đầy đủ ha. Đôi này thì bass 27. Đúng theo nhà kỹ thuật sản xuất của kỹ thuật nhà sản xuất thì bass 27. Thường mình hay gọi bass 25, gâu vập, củ từ vuông ha, gâu vập là củ từ vuông. Dòng này thì đặc biệt là nghe chi tiết, thùng gỗ lạng rất nặng, thùng đẹp, góc cạnh. Thì đây là những cái dòng lo làm thủ công quý vị và các bạn, đa số làm bằng tay cho nên nhìn nó hơi xấu xấu nhưng mà nó chất âm nó thiệt là hay. Giá của đôi Advent này là 10.000.000 đồng, không bao gồm phí vận chuyển. Giá đó là giá không ship COD, còn giá ship COD quý vị và các bạn đặt cọc 2 triệu đồng, giá đôi này là 11.000.000 đồng cho quý vị và các bạn.
kiểm tra đúng hàng như trên video việc vay và đúng như việc mô tả thì quý vị và các bạn thanh toán tiền cho bên vận chuyển. Rồi, Việt xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của Việt. Việt xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào quý vị và các bạn nhé.